Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo trên địa bàn toàn tỉnh đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 85%, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trên địa bàn tỉnh trong 24 giờ tới. Thưa quý vị, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, độ mặn ở các sông trên địa bàn tỉnh lên theo triều. Theo đó, ở trạm Cầu Nổi trên sông Dạp Cỏ, dự báo độ mặn đo được cao nhất khi cách cửa sông 20 km là 10,9 gram trên lít. Ở trạm Bến Lức trên sông Dạp Cỏ Đông, cách cửa sông 67 km, độ mặn cao nhất đo được là 1,3 gram trên lít. Còn ở trạm Tân An trên sông Dạp Cỏ Tây, cách cửa sông 80 km, độ mặn cao nhất là 0,6 gram trên lít. Theo dự báo trên, thì ranh giới độ mặn 4 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 36 km ở sông Dạp Cỏ, thuộc khu vực xã Tân Ân, huyện Cần Đước và xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 56 km trên sông Dạp Cỏ Tây, địa phận xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ và hơn 68 km ở sông Dạp Cỏ Đông, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Xin được chuyển sang thời tiết ở khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ, chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh dần và mở rộng sang phía Đông. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ cường độ ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Còn ở miền Tây Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 35 độ. Phần cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.